Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật nhạc dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn ý, đức tòa thì ngai vàng sờ sờ ơi phóng hào quang ý, rực rỡ vân niên đi.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Na Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp Ma Di Đà Thiên Tướng Vận Thần Thông Thank you.
tiền thánh lại đào đàn dương. Thiên thiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất tiên tiên đây tăng phong xê thắng xoàng giang lùng về thôn quê trong đất phủ dày vân cát thôn quê nghĩa nghiêm bản nhà lê cài trần tu nhang xa nhiệt phát dây ông vân dư thật hài hồi tấm cao vân tùy dư tên đường vân thành ý nhang vân dư vận điện toàn thân nằm mô nhang vân cái bồ tát ba tắt nằm mô nhang vân cái bồ tát ba tắt nằm mô nhang vân cái bồ sa loan thanh xa địa tiên cung thỉnh mời thánh mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa sinh thánh trong đền sùng san xuống đôi ngàn là nơi phố cát tròn một bầu gió mát trăng thanh bình vương ra du từ mông lưỡng vô lương hòa đội đặc thanh nhường chi tâm kim cương đất chu biến thập phương nam mô thanh nhường địa bồ tát ma tát nam mô thanh nhường địa bồ tát ma tát nam mô thanh nhường địa bồ tát ma sa loan thanh xa hồi cung đề tam thánh tiên mơ cung thỉnh mời để tam thánh tiên xích lần lòng lưỡng ngự đền thoại cung sớm kết loan phong trang kính xuyên sớm kết ni loan phong ni thảo mai tỉ thiếp ni đem lòng người ra giới định chân nhang phật khởi xuống thiên đường tin chủ kiến thanh nhiên đăng kim lô phong khoảnh khắc nhân luân tự tiên mãn thập phương tích nhật ra du miễn đại tình đại dương nam mô nhang vững dạng bồ tát ma tát nam mô nhang vững dạng bồ tát ma tát nam mô nhang vững dạng bồ tát sa thanh xa hồi cung truyền ra đức ông ngài có lệnh truyền ra quân quan thủy bộ đều là chư dinh thiên trường tức mạng tử linh
sơn hà dục tú oai linh y kham kỳ. Chuyên gia các quan thoại bộ cùng là chư dinh vô minh, nó phạm làm thành, nó phạm làm thành nhổ binh, nó phạm làm thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi, ở vào sai dẫn trung tâm. Văn sớ dâng lên thương lai, có số dâng lên đức ông tâu đối, biên rõ ràng phê cho như từ tràng sinh. Chữ phu chữ quý khang linh thọ trường, phê cho sức mạnh khang cường. Cửa nhà khang thái cho mọi đường hành thông, chữ rằng sở được đồng tâm. Nguyện tòng tâm chứ răng sở nguyện tòng tâm, trên thuận lòng rời dưới đẹp lòng dân, hội đồng bơ phủ nghiêm quân.
quốc sử ký Việt cô bé làm sao hồi cùng.
lập trình hướng đông mi ngôi đền thờ cô hoàng, lập trình hướng đông mi ngôi đền thờ cậu bé chân đền cửa đông mi tối linh nghĩ từ đua bè lại hò khoan du khoan trèo qua bát
phương dựng bấy lâu hoàng du và sông thao sông cả hoàng quan bò và sáng chơi lục đầu hoàng du và tắt hết sông sâu hoàng quan bò và sông cầu sông mã hoàng du và trèo đua cát hoàng quan bò và đi lấy gỗ cho hoàng quan bò du và đem về biển Đức Mò khoan du khoa Phú cha Đồng Đình khoan du khoa Phú cha Bát khoan Mò khoan Lại Ngự Bắc Kinh khoan du khoa Thăng Long Quý Vị khoan khoan Mò khoan Sáng trời Tây Hồ Mò khoan du khoa Sao cảnh Thành Đô khoan du khoa Qua chùa Thắng Quốc khoan khoan du khoa Quay cuối thuyền dòng khoan khoan du khoa về bản đến đây khoan khoan du khoa đền mẫu sông sơ khoan du khoa là nơi ngự đồng khoan khoan hò khoa tới bên cầu khoan du khoa tới bên cầu khoan du khoa sai quân hầu bắc cầu nói lên đền trong mi tứ hải ngũ châu vọng bài đội Việt Nam quốc thái dân xa hồi cùng chúa mường dân văn ni tam vị chúa mường nghề thiên thiên chúa ba đệ nhất tây thiên ni về sáng tựa sao xa hào quang sáng tựa sao xa chúa bà đệ nhất hằng nghề hà giang nước Việt Nam có ngàn đông lộ cõi Bắc Kỳ có núi Tây Thiên dõi truyền thiên hạ ứng miền sinh đi có nước đầy trần.
thiên hạ đông đông được. Dù bốn mùa chim kêu vườn hót xứ Lào bằng xanh ngắt cỏ hoa vun về nước chảy non bằng Phật sáng lâm khắp miền thiên hạ thanh nhi tâm trời uy linh khó tìm nơi biên hóa lại khen người tạc nghìn đá ma nên bầu trời cảnh vật non tiên ý. Mây ngang trời lững lờ trôi
lỡ trời. Lầm tài chú mới ban ra bốn phương hội hợp để đã tháng ngày ban cho tiền tốt lừa dày bổng lộc cho lắm về để đây càng nhiều ban cho đồng dài nhất sang yêu ban cho giải nhất sang nhiều bộc lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa cánh đồng còn phía sớm phung thơ 30 mùng 1 10 tứ hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 đây mùa ca trên sơn trang tối linh hài hoa xào chơi khắp nơi chim oanh lưu lo chào bờ hà khúc ca dõi truyền tiên hạ ứng nghiêm ba vị tiên thánh giúp dân thù đời dân sơn tỉnh là nơi sở tại thấy một người đi khái khôn ngoan ý là thánh giá hồi cục đi nguyên hồ dâng văn na chú bó nhìn nguyên hồ bắc giác yên thế là nơi đi về với lại quả công
hộp giáp linh sơn màu xanh nghiêng. Chú ngồi đó lòng còn thương xót, xuống sân phàm bao kẻ còn u mê như xưa. Thái tổ chiều lễ tiên tỏa sáng
về đền sông xưa xác người tiên nữ hôm nay về đền sông xưa. Đừng đai bạc ngắn bạc dài, đừng đai bạc ngắn bạc dài. Lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho dài nhật sáng nhiều. Cộng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa, thành đồng còn khuya sớm phụng thờ. 30 mùng 1 người tứ hôm rằm này, 30 mùng 1 hôm rằm mười tư. Anh Linh chắc dáng yêu dáng hồi
hòa bình nhai đi lên mẫu đất hòa bình, sợ bờ đền hàng miếng thác gành treo leo. Băng lứa thương lắm già ngàn ý ta.
mênh mênh mông, mênh mênh mông thuyền ngược bè xuôi, thuyền rồng chưa thác treo bơi sông Đà, chiếc thuyền rồng treo bơi bên Ngọc, dọc con sông Đà dạo khắp suối khe, từ hàng miền suối rút trèo về ơi à. Lục trí thần thông nghi tôn quan, lục trí
thần ni thông. Quyền chú tam giới phi phong y, phép màu y. Loan giáng mi lên trồng thường loạn giá lên trồng khấm ban ni sắc chỉ phóng hầu ông lớn đi ra ngoài y. Khai phương dòng nhan thập cờ diệu không lớn chứng đàn duyên ngã tích tăng cũng giảng kim phụ hoàng thân cận thánh tế tiên trung vương ra lăng khắc gia ân từ bi vật chúng sinh cô ngã kim định lễ khai quang chứng đàn duyên. Sớ dâng lên lại có sớ dâng lên quan về tàu đối chép biên rõ ràng phê cho nhị tự tràng sinh tưởng nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho dũng mãnh khang cường khám phủ đàn duyên tôn quan khám phủ đàn duyên trước là thu hết nghi lễ duyên cho đồng giá vai chẳng thể biết tay qua cầu tôn quan cho qua cầu sở nguyện như ý sở cầu tổng tâm chiến đi
giáng thế tuân sắc dòng cứu thế luôn hồi cùng sơn lĩnh sơn kiều tòa sơn sang sơn lĩnh sơn tiêu đền thờ quan giám sát thượng ngàn tối linh cành nhì trăm hoa đua nhì trên cành sơn trang con giám sát hiến quỳnh bẻ bay ý. Cho đồng ý ra chẳng thể biết tay qua
quan cầu qua cầu quan về quan cho qua cầu sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm. Chứng minh quan về có sơ đi trình
nhị tự trang sinh phê cho nhị tự trang sinh cử nhà phú quý các linh họ trường phê cho dũng mạnh khang cường. Khám phủ đàn duyên tôn văn khám phủ đàn duyên trước là thu huyết mỹ lễ duyên cho đồng giáo vai trần thế bia tay quấn cầu cho đồng quan lớn về ngài quấn cầu cho đồng cho an bản mệnh cho tâm vững vàng từ tay đồng khuôn bóng sang bao phen
nhuộm đỏ hồng. Sông phai trăm trận, cũng như không giang tay cứu nước trừ cơn nguy biên. Tiếng đề ngàn năm với núi sông ươm thần ba thước tay ngang dọc chỉ dậy trời tây lấp bề sân lạnh giang hoàng thái tử xưng hùng tòa thủy tộc vương trong tích mệnh cơn phong vũ ầm ầm nổi dậy sóng đầu cuộn cuộn mênh mông. Chiếc thuyền lan nổi dòng sông xinh xinh bích thú sông thương trở về tỉnh Bắc đóng dương sông Lục Đông sông cầu có sông hát khi lên vành xuống thác xa khơi thuyền dòng trong mái chèo bơi xích đăng tuần lạnh đôi nơi quan đi lên ngàn xuống biển lành giang từ quý địa danh lam đền thờ quán tán tí kiều vàng lóng môn hố phục thành vàng rất uy nghi
lâu đài điện cát dâng nước về, dâng nước về khỏi cuốc một khi có phen đi lấy ngọc lưu ly tôn cột dâng nước phép thì không ai đăng. Qua đại giang sông thao sông cả kéo quân về, kéo quân về đóng ngã Ba Chanh, sướng ca đàn hát tập tành thơ ngâm phú vị này đàn tranh chơi bờ. Về nơi Bát Hải dòng cân đài y mũ vào tàu dăm ba đồng từ theo hầu vào cung vương phủ ra chầu đức mẫu vương. Có có phen ngài phi phương biến hóa vô nghệ án, vô nghệ án thương hạ đại gia thuyền rồng treo quế buồm loan khi chơi bạch hạc lúc sang tam tam đào truyền chữ quân đôi đạo tiên phong chiêng kêu cờ phất trong dòng bè sau thuyền trước giữ dòng ngài lênh đênh. Trong cầm cánh chiêng vang anh ỏi lốt xanh vàng châm nổi dư mang trong triều đình văn võ bá quan sáng lên đón rước con lớn đệ ta về chầu. Trên khát lầu thơ ngâm phú độc ngoài sân rồng ca trúc chén thiên đức vua cha giá ngự ngai vàng phán đòi hoàng từ vương quan về châu. Ngự giờ lâu, ngự giờ lâu phán lời nhân cứ kíp sai lên đi cứu trợ trần gian một tay hoàng thái tử đệ tam cứu sinh cung lắm qua lớn đổ oan cũng nhiều. Trịnh giang viên doanh ngân sở bắc nổi vầng hồng soi vàng nam ninh là con vua động đình đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đền rồng. Đức gồm vẹn công dung hoa mạc ni bẩm sinh thành tứ chất long nhan cung thịnh mời thái tử đệ tam kính phương diện mạo long nhan dị thường. Chân ni long dài cầm quyền thay chúa hóa phép bầu
tối tu hành hồi cùng sắc rồng vua không mê trói trói sắc rồng mê tôn quan đệ tử oai hùng người dậy vang số tử trên đời số sinh số tử trên đời một tay biên chép mi đầu sai y số nào y văn các quan ai về trên văn các quan tả văn hữu võ đương ban đam đàn quân thủy quân bộ đôi hàng thiên binh văn mã hàng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vàng cơ tông lớn bây giờ chẳng dáng anh linh trước là khám xét thiện đình sứ điệp dâng lên kinh ngân sứ điệp dâng lên tôn quan đệ tứ ngài chép biên rõ ràng phê cho nhi tử trạng sinh khám phủ đàn duyên quan về khám phủ đàn duyên sau là thu chấp lễ duyên cho đồng duy ra chật thế biết tay qua cầu quan về quan cho qua cầu sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm quan về quan cho qua cầu sao loan thành ra hồi cùng người lập điện tung hoành như ra lập điện tung hoành nhì trừ ta sát quỷ có lớn tuần tranh nhì gộp tài thiên
cai cảnh. Ông lớn tuần này ra ngự bồ tiên đánh là thứ tự ý dân hoa trầu thôi khoan lớn trở về tòa truyền quân đi dâng ly nước hải hà nghỉ trang trang ý thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ quan lớn bây giờ chặn dám anh linh trước là khám xét điện đình sau ra thu chấp nếp tà tinh phen này y ra trần thế biết tay ngự lên đồng từ cứu dày nhân gian cứu đô thời bình an sứ điệp dâng lên kim ngân sứ điệp dâng lên quan tuần tổ đôi chép biên rõ ràng về cho nhị từ tràng sinh
sầu thôi lại trở ra về. Xuyên quân dâng nước nghi thoảng tề mênh nhi mang thạch ra hồi cùng mưa. Đồng đình phò vua cha bắt ảnh đồng đình tôn quan điều thất anh đình khác thừa sao nó thạch ra hồi cùng mưa. Lớn Triệu là con vua thứ hai đời lên thái tổ quản cai triều đình thạch ra hồi cùng mưa. Sớm mai cho ba đệ nhất vui vẻ đền rồng ngay chơi phủ tía công đồng nghỉ vào ra sao nó thành ra hồi cùng mưa. Trên nan tiến dâm văn thánh bạ để nhìn trên nan nì đông cung tuần quan nì giáng đền nì hôm nay trên đi ngàn gió quấn rung nì cây ý. Nhi hồng tô
điệp màu sáng. Cổ tay tượng à, đầu búi tóc mai, vốn dòng công chúa thiên thai. Ý à, ý à. Bảo lạc Hà Giang, thương tâm Hà Thú Hủ Lang, đi về chầu Quyền chúa bà cái tam thập lục nàng sông tính. Tình tình tàn tình, tay mua môi
sau trình đệ tử tiến dâng, trước trình tam bảo sau trình đưa ra, dầu trình lên tứ phủ châu bà ý hà. Tài châu mới bán ra, bốn phương hội họp đề ra tháng này, bán cho tiền tốt ngựa dày, bộc lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho đồng giải nhất xa kiều ý à. Ban cho giải nhất xa nhiều, bộc lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng còn nhang khói phùng mờ. 30 mùng 1 người đứng dầm, 30 mùng 1 hôm dầm 14. Vui về hội múa là về đây múa ca, trên sơn trang tôn linh nhìn khai hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh líu lo chào mừng hạt khúc ca vang. Người sơn trang hôm nay ra ngự, ngự về đồng sinh quá là sinh, người sinh cảnh thú hữu tình, người sinh cảnh thú lung linh khác thường. Bước ra tung cánh nhí, bước ra tung cánh nhí, bay lên trời trời mây trôi hoa thắm tươi, lòng anh đương nhiên đang sáng tỏ bên đồi, hò ca vang, hò ca vang trước cộng đồng tiêm trang, người người thân hoan trước chim vàng hánh thỏ vô cương, tay đang mua lượt đa khúc nhạc xanh hòa, tay đang mua lượt đa khúc nhạc xanh hòa, tay đang mua lượt đa khúc nhạc xanh hòa. Chúa đây mấy thật là đèo, nhìn xem xinh đẹp tươi, bí nọn ơi sao nọn ơi, hoa giàn hoa thắm tươi, giàn hoa thắm tươi, chim oanh líu lo chào mừng hạt khúc ca vàng. Non cao bừng tỉnh một mình hái hoa, trăm bông hoa đem về dâng mẫu, đùa
lân rừng vắng núi đồi, đông phương tuần quán là lưới quê nhà, vốn tiên nữ hằng ngà giáng thế, người phàm trần xót xa hồi cùng. Thánh thoại thiên thai đệ tam sầu, thánh thoại thiên thai hành vong hành vũ làm dày sâu. Tư phủ tuy tông châu ba khâm sai, tư phủ tùy tùng chiêu dung công chúa ngự đồng nghề cứu xa. Tích cũ lê triều châu lắm mê, tích cũ lê triều suối lân sông hoa thúy kiều diễm hương. Châu lục cung đương nghe sắc phong nghe, châu lục cung đương vốn dòng lệnh tộc nghe, quê hương chết non nghe ta. Sa Loan thành ra ngồi cùng châu bảy kim giao cũng thịnh mời, châu bảy kim giao đêm đêm châu mắc vóc đào hòa ca. Thành ra tình trống mê linh nghe phất cờ khởi nghĩa, châu bát uy danh như hàng đầu. Sa Loan thành ra ngồi cùng châu đã về trời khi xưa, châu cửu về trời bỗng dưng xuất hiện là núi đồi thành hoa. Sa Loan thành ra ngồi cùng chi lăng hay lên đền đồng mỏ, chi lăng nghe châu người nữ kiệt là cứu dân tiền. Sa Loan thành ra ngồi cùng người ngọc diệt danh danh kim chi, ngọc diệt danh danh nhì châu bé bắc lệ hách danh nhì phạm trần. Ai lên nghe tới sơn lâm châu thù hỏi thăm đêm, bắc lệ đi vào đình đình. Xuống gai bắc nghìn lệ đi vào ngôi đền châu ngự trên non núi cao tầng tầng, ngàn cỏ hoa nghiêng mình dù là bầy chim muôn bách thú mỹ quỳ tông, còn chim oanh nó ríu rít bên lầu. Trời bốn mùa gió mát trăng thành ý. Bốn mấy mùa gió mát mấy trăng thành, dắt bên gành suối reo, đường quanh khúc đi qua đèo dốc núi, nỗi hiểm nghèo đất xoài mi đá ong, một vùng sơn thoải thong dòng. Thank you.
dòng đồng nghề đắng biên giới kiệt cùng lạng sơn trăm thứ quả hái về dâm mẫu hái rau vì củ đậu măng tươi cơm làm rau sắn củ mai ý. Khế chùa sung rát
đào bấm đường cao dâu, bạch lê hồng linh vải thiêu tranh yên, chơi một bầu phong nguyệt vô biên, lên rừng hái quả đào tiến đem về, màn xanh cam quýt sung xuê. Lên rừng hái quả đào tiên đen về.
lạng sơn cam quýt sung sướng. Rừng mật bốn bề tốt tươi, trầu hái thôi lại chờ ra về. Ý ngày năm cho chí ngày mười là ngày phiên chợ đồng đắng kỳ lừa. Dầu nhanh chân kẻo chợ sắp trưa, bán hàng hết dầu lại mua hàng về. Hàng xanh cam quýt sum xuê, ý à à à à. Vườn đi đào
phong hoa tuyết nguyệt được mùi. Dâng câu tiên bảo chuốc lời ra phong chuốc chén ô lòng quỳnh tiên, chuốc chén ô lòng cô nâng bình ngọc các bạn tiên nâng chén đi mời là mời dứt quan đi hoàng sơn hiến thượng kim bàn xà ô long mi hiến thượng kim bàn mẫu đơn long tình thừa nhàn hoàng hiến mời hồng trà ba chén khuyên mời mình nhì hương ngũ vị ngọt bùi đủ kỳ chân a chân đương mùi kỳ chân. Ông phải là con ngôi thượng đế đức vua cha chấn vào diệt mạo đường đường tươi vẻ ngọc dục nghi tươi tốt khác nào hoa khi vui cung kiến khi người đồng nghe câu hát cũng sánh nở tang bồng lúc con hoàng bày tỉnh lại say tình trong nước say rồi tình ông say với non sông tròn tháng khách trần hồ dễ mấy ai hay
vinh. Thank you.
lâng lâng rũ sạch ý a nghìn ba nghìn ô mấy nghìn ba nghìn một ngày đã được làm đệ tử ý a cũng là duyên nợ nhiều nợ nhiều cô nàng nghề tắm cô dâng nghề
chiếc lược mà đôi tay cô tám đi trải chuốt, ông trông thật là cô khéo tay. Yêu điều ai tay cô nàng chim, yêu điều ai tay đêm đêm cô chim theo một đôi giày kính dâng lên. Chiếc đèn lòng cô bước ra, cô mười một cô vào quạt ngước pha trà ấm xuyến bình ngọc, có đôi tay là cô dẫn lên ông. Cô mười hai cô trải chiếu chia ra về thiên bản làm quan lên phủ dây. Gươm thiêng sống đất chỉ rời đánh đông, dẹp bắc hoàng đánh đông, dẹp bắc nghi việc ngoài binh nhung tuổi thanh xuân. Thanh xuân đáng ra anh nhi hùng Quan Hoàng vô cùng.
phép thần thông. Ông cho trên thuận, dưới lại
họa. Choàng gấm theo hoàng hoa,
tay tiên viết câu thơ thần, cầm quạt ngà bước chân đi ra. Ngày ngày bến lâu các nàng tiên nữ thướt tha yêu kiều, đàn dâng lên khúc năm cung, dòng ngân líu lô oanh vàng để lòng hoàng xiết bao muôn ân. Khi xa chốn nhân gian rồi mà hoàng còn luyến lưu đầy vơ, đường về sông Sơn ngàn mây xanh nghi thắm nghi nắng nghi sớm long lành, núi hồng soi bóng dòng làm tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rồi. Về sông Sơn thấy lòng xuống sang, nghe danh thơm Đức Hoàng vang, xin cúi đầu thắp một tuần ni nhang. Cầu xin quan hoàng ban cho phước nghĩ lớn nhiên, ban đất buồn may xuôi ngược néo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay từng ngày. Đời gian nan khó nhọc vương mang, ai nhất tâm mê thành hoàng bàn, được bóng hoàng sẽ được bình an. Từ Nghệ An đi quan hoàng giá lâm nơi này, vì đường xa thăm thầm nhưng đâu ai gió sương đêm ngày. Về sông Sơn đông mê sáng bóng quý quán hoang ngất ngây, sau trước gần thì xa xem mai duyên hoàng thương, ông ban cho thành đồng ngày nay được dầu ngân sáng xưa, nước xanh đi ba miền cửa nhà trong gia sự bình yên. Cúi xin đi ông ban phước như cho thành đồng, cho tiếng ca, cho văn đàn, cho người trần thế chúng con bình an. Bốn phương nước non thanh bình, được đời đời cháu con hiền vinh. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng ngự đồng ánh bóng dương gian, mới hay trong việc đạo lành ngự về đồng có ai đẹp bằng quan. Khi ông giáng lên dương đồng đẹp dạng ngời sáng như hào đông tây, bán buôn trăm nghề
Còn chúng con miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hoàng. Chứng đúng đó, núi bạc cho non thì vàng. Không biết đến quan thì hoàng thập, ông để nhớ nhàng thì mặc ngỡ ai. Nay biết ra thì lộc nở như hoa, lộc gần ông mười mang tới, còn lộc xa ông mang đi về. Lộc xa ông mang ở về. Mười hai cô có mười hai cô tù nữ đi theo hầu châm hoa hoàng mười cài lên tóc khăn nhiều tàu hoàng vắt lên vai đầu lược hàm châm dần đi đôi hàng hai cô cả dân ông điếu ngự bắt cô nàng đổi đi theo hầu cô nàng đổi đi theo hầu tiến cô nàng ba gối dệt đi theo sau đất lề quê thỏi cô vẫn thuốc lá cô tư tên trầu rước quan hoàng sơn cô nàng này năm mươi cô dâm già hướng soi tiên cô nàng bảy cô vào giấc nghi đỏa hoa hồng nghi cung nghi cô nàng tám phò giả kiệu rồng rước quan hoàng lên tiên cô nàng chín ni cô yêu kiểu có ai kiếm đi tiêu cô chín thôi sao cứ đầy vơi lòng nghỉ hoang cứ đầy vơi lòng hoang cô nàng người có mua lượt vài bông thơ ngâm có một đoạn kiếm quan hoàng mười ngài lân còn bốn cô đang múa lượt vài bông mười hai các cô tù nữ hầu ra đôi bên ông hoàng người rõ dọc các cô lại trải chiếu ngang ông nghi mười ngồi giường bốn cô tiến nàng hầu cận bốn đi bên ngược sông
sông Lam răng là trong là đục đúng đó, nước sông Lam răng là trong là đục, có gạo chợ chua vừa trắng lại vừa trong. Ngày hôm nay ông Mười Loan già ngự đông, điều lành điều rở hoàng ơi phản cung người chân ra. Họ ơi là họ vẫn vui góc bể bột chân trời đúng đó, vẫn vui góc bể bột chân trời, nhưng không đâu đẹp bằng nghỉ ngôi, bằng ngôi đền sông, bằng ngôi đền sông. Trời lúc thanh nhàn cô nhất lên trời, hàng tàu sóng đủ khăn hoa ba màu, thành ra hồi cùng là cảnh bông lai tấu của đôi thường đại tài ai qua, thành ra hồi cùng biển danh chính hiệu cô bơ, cô lên tàu xuống sóng ba tòa suy thoại cùng. Phách rằng phách
nhất họ phách nhị cũng dập quan quan họ phách ba cô cầm chè quan quan họ xin cô mở lái ra Jesus.
cuốn từ bia. Cung cấm quảng hàn thằng na, cung cấm quảng hàn mẫu sai cô chín xuống dương gian ngự đồng nguyên xưa hầu mẫu sòng sơn. Hai huê hoãn ngọc nghề hầu trong giao đài tuổi chừng 18 đôi. Thank you.
Thank you.
cho nên giá ngự cây kiêu ai qua chốn nên đó nói điều đơn sai rước cô vào rước vào tâu mẫu trang đài ý. Rước vào tấu mẫu trang đài thu hồn phách nhi bỏ ngoài đặt vấn cô làm cho mê mẩn đi tâm đi thần ý.
phép cô lục trí thần thông cô anh mình đồng bói được tâm minh ai mà lễ bái tâm mình thành kìa ai mà lễ bái tâm mình thành Oh.
let go. Thank you.
thanh mê cá tình lên thẳng lối tiễn đi đưa quân quan dưỡng dục trên bầu sống dòng cờ mờ
lộc chiêu, tài biết cậu hoàng gia, cậu hoàng tiếp mi lộc chiêu tài. Cho buôn cậu hoàng cho bán, cậu cho gặp người có nhân nị. Khánh hạ tân xuân, ai kia nguyên tiêu, nguyên tiêu khánh hạ tân xuân. Đào bôi tiệc ngọc trước mi sân quỳnh nhớ đài. Di Đà Phật.